Yo hello nha, chào mọi người nha, chào quay trở lại với channel của mình đây, Từ Bá Đạo mọi người nha. Xin chào tất cả anh em của game Poke Đại Chiến nhà mình đây, Từ Bá Đạo bạn ạ. Ok, quay trở lại video trước và video cho anh em xem video bạn like share theo kênh những quý phải mình xin nhiều ạ. Ok, bắt đầu hành trình đua top VIP 0 server 1099, quên thôi anh em 1089 nào anh em. Ok, tôi vừa mới lập xong con lạc đầu tiên các bạn và giờ mất đến 10 phút rồi các anh em. Nhưng mà nói chung thì chắc cố gắng sẽ hoàn tất nhiệm vụ sớm nhất có thể. Rồi. Tôi thì cũng anh em chơi giáo nào nhưng cá nhân tôi thì vẫn khởi động với Victini anh em. Một trong những Pokemon khá là tôi yêu thích các bạn. Không biết anh em thích chơi con nào thì tôi không biết nha. Nhiều, ăn này có vẻ ngon này, ra được Victini thì ngon luôn ạ. À. Ui, ăn này ra được Victini luôn đi ạ. À. Mong rằng một phát ăn luôn anh em, cuộc đời may mắn như vậy các bạn, không mất công phải tạo thêm vài con nạc nữa anh em. Thật sự cá nhân mong rất là mong sẽ ra luôn các bạn. Ok, tôi thường sẽ rút 9 lần anh em nhé, hoặc là 8 lần, nhưng thường này cứ 9 lần đi, 9 lần cho x10 là tỷ lệ sẽ ra lên gần cao hơn anh em. Rồi, năng Samin ạ, ôi trời ơi, bác nào vừa ấp ra là năng Samin đấy. Ok, ấp ra Victini nào, Zagiget ạ, ôi con lạp đâu. Riêng cháu Zagiget này thì cá nhân tôi chỉ khuyên là bạn nào nếu như mà anh em chơi hệ lạp á, thì mới lên chơi cháu này. Còn đâu nếu như cầy chay á, thì không lên. Vì sao? Bởi vì các bạn sẽ không có con Pokemon khởi đầu tốt. Vì con này khởi đầu nó đánh không ngon lắm đâu. Nên các bạn nên cân nhắc. Còn đâu nếu anh em chơi lâu dài mà các bạn đủ khả năng thì anh em có thể chơi đây. Nhưng ui, 3 quả cầu thủ cũng ngon đấy. Rồi, con nào tiếp theo này anh em. Ok anh em này, tiêu xài 6 phút nữa để cho đến con hạc thứ hai các bạn. Mong rằng hạc này ra luôn thì đỡ mất công ạ. Một nào, hai nào. Đầu lắm rồi mình rút x10 sao mới anh em. Tính ra có cái mẹo đó là level 1 được, nhưng mà cái máy tôi nó làm không được các bạn. Cái đấy biết để như mấy bạn dùng máy ấy tôi biết, nhưng mà máy tôi là dùng không được anh em nhé. Chứ dùng được tôi cũng làm rồi, chứ không tìm anh em lại comment sao anh không dùng cái mẹo vào phát được luôn level 1 rút x10 luôn đấy thì nó không thông báo của anh em tình hình là như vậy, chứ mà là tôi không làm anh em, mà là nó bị lỗi các bạn, máy tôi không làm được cái đấy. Khổ lối vậy cơ. Rồi ok, Victini vịt bầu ạ. Ô kìa, vịt bầu này chơi cũng ngon anh em, đánh cũng ức chế lắm nên nó bốc hồi máu ức chế lắm, nhưng mà thôi sẵn sàng anh em. Đã thế chơi tiếp con nàng tiếp theo này anh em, lại tiếp tục đến nàng tiếp theo nhá, cài tiếp đây. Ok anh em, tiếp tục đến con nàng thứ ba là các bạn. Mong rằng nàng này thì sẽ có cải biến mới các bạn nhá. Ok, mong rằng ra thật sự thì nếu mà tính ra là ra nhiều trái thông á là ngon nhất anh em. Ra nhiều trái thông đồ là ngon anh em, 57 trái thông là ui, hạc đấy có như đỉnh luôn á. Dễ vượt mặt nhau dạn đầu, em ra được Victini nữa, tuyệt vời. Unuza kìa. Thế giờ ấp phát ra Luza luôn nhỉ, các nhân phẩm đỉnh cao luôn anh em. Thằng này chưa thấy đặc biệt anh em, thằng này tôi ấp chưa thấy gì đặc biệt các bạn. Mong rằng sẽ ra Victini nào. Cô ba sao chơi. Cú nhờ 12, 10 dưới nơi rồi anh em. Trời ơi. Rồi, tiếp tục nào. Ok, tiếp tục thứ 4 anh em. 36 rồi, tốn quá nhiều thời gian rồi anh em. Căng thế nhờ, mãi không ra được cháu Pokemon ngon ta. Mong sao ra cùng lúc quả thông cùng với con hạc ngon tí anh em. Tiếp tục nào. Tiếp tục anh em. Cú nhờ Victini đây. Mong rằng lần này sẽ ra được Victini anh em. Tiếp nào. Cháu nhẹ nè. Rồi ai đây? Voi má múc. Lại là Zagiget ạ. Ô kìa đời. Cú nhờ. Nghe chừng Victini hơi khó anh em, không sao. Hôm nay kiên trì đến 11 giờ tôi vẫn đua anh em. Tiếp tục nào, con nàng tiếp theo. Ok anh em, con nàng thứ 5 nha. Tiếp tục đến với con nàng thứ 5 các bạn. Mong rằng nàng này sẽ có cái biên các bạn. Trời ơi. chứ muộn lắm rồi ạ. Yo. Chưa biết thế nào anh em, cho tôi thấy hàng này bắt đầu đáng chơi dần rồi đấy. Giờ ra được khoảng vài trái thông nữa thì là chơi luôn anh em. Để thử thách bản thân ở một chế độ khó hơn giờ. Thông đâu rồi, cho vài quả thông cái nào. Tôi xin vài quả thông. Vô. Được nhờ. Golden. Ừ, Golden được kìa. Ok kìa. Thế nạc mình, ui ra có ong bóc cày ạ. Trời ơi, đến con nào tôi muốn chơi thì lại ra được toàn cái team. Chán đấy nhờ. 11 giờ nơi thật rồi các bạn không ạ. Thôi tiếp tục nào, tiếp theo anh em. Ok anh em, tôi vừa ngồi có thêm máy là làm được 3 hạt luôn anh em. Làm luôn 3 phát luôn liên tục là một nháy nào. 11 giờ nơi rồi anh em, 5 năm rồi. Mong rằng sẽ ra Victini luôn anh em để khởi động cho nó ok ạ. Thế Victini rồi ra được khoảng 5 quả thông nữa thì chúng đời luôn anh em, thì chắc là tôi vô đối luôn ở server này, thật sự luôn. Thật sự không cần gì nhiều gì, gần ra được khoảng vài quả thông thôi, chục quả thông được càng ngon anh em, càng nhiều thông càng thích. Giá trị nó như nào thì ngay trong ngày hôm nay tôi sẽ biểu diễn cho anh em coi, mong sao dần như lần trước. Còn là ngày đầu tiên mà tôi kích hoạt được 3 cháu thân mật 30 luôn đấy. Uầy. Ném tận top 3 server luôn anh em. Nhớ lại giờ mình phê, mong rằng sẽ được như vậy. Victini. Là Victini để đua luôn nào. Giờ mét ạ, mét thì làm được gì ạ? Chim chiếc gì giờ tầm này cũng vậy thôi anh em. Ok, tiếp tục ăn tiếp theo nữa nào. Ok, tầm này là nóng vội rồi anh em, phải liên tục ạ, không kịp ạ. Đây, 56, đấy, chờ luôn anh em. Không được cái qua làm tiếp 5 à các bạn. Đấy, căn từ lúc đầu buổi mà đến giờ vẫn chưa được ra được cháu ok các bạn. Do là không có máy đấy, không có máy. Đấy là không có máy anh em nên giờ bắt đầu mới vậy. Bây giờ có máy thì làm nó vẫn chưa kịp được. 3 này không được, các bạn tự làm thêm 5 mạc nữa anh em. Nói chung làm đây nó nhanh không, có 2 máy các bạn cứ một bên tạo list xong cái bên kia đăng nhập vào cái là nó hết, nó được ok ngay. Bây anh em tạo list bên này cái bạn vừa đã chọn vào trong server, bắt đầu đến đoạn đầu nó đang hướng dẫn đấy thì anh em cứ không làm gì hết, không ấn nút gì hết. Sau đó thì cho máy bên kia đăng nhập vào. Ui. Cố kim nào anh em, 3 quả thông. Ăn này ngon. Ok, ai đây? Victini. GG ạ. Một trong những Pokemon tôi không muốn chơi nhất các bạn. Chả biết mạnh hay yếu nhưng tôi không thích chơi cháu này anh em. Tiếp tục các bạn, vẫn còn ác nữa. Ok, ác tiếp theo nào. Ok, tình hình của server này nghe cũng chưa biết làm anh em, trước mắt như này thì toàn quá. Kiếm cháu Pokemon mong muốn mà thấy khó khăn đấy nhờ. Ở đây. Thông nào, cho mấy quả thông nào. Kìa. Tiếp tục anh em. Nãy giờ thì lại rút Victini ra xem vào mới lại khó khăn thế à. Ok. Tiếp tục nào. Toàn thế nhờ. X10. Ai đây? CNB luôn ạ. Trời ơi, ra CNB luôn anh em. Nhưng mà lại không ra một cháu nào có thể chiến đấu được ở trận ở cả hai em đau anh em. CNB là cũng ngon đấy nhá. Ra CNB này là cũng ngon đấy anh em. Đùa các bạn, chuyện thật như đùa anh em. CNB ạ. Ở đây tôi làm thêm 5 con nàng nữa vậy anh em. Tiếp tục 5 con nàng nữa nào. Ok các bạn tiếp tục nào. 11 giờ hơn rồi anh em. Cú thế nhờ. Đến giờ tôi vẫn còn chưa lên xong hoàn tất kem đội mình để chiến anh em. Cú thật sự ạ. Tiếp nào. Ok, mong lần 3. Tôi lại làm 3 thôi anh em nhé. Lười quá làm 3 thôi cho nhanh. Mong lần 3 này sẽ ra Victini anh em. Ok, mong lần 3 này sẽ ra Victini anh em. Thôi tầm này ra được Victini là được rồi anh em, chứ cũng không yêu cầu cao. Tôi ra Victini là được rồi. Không yêu cầu quá cao anh em. Victini Không gì luôn đi. Ủa, thế nhờ. Ok, tiếp tục nào. Ok, thông tin là tôi không ra được Victini anh em. Thẻ mình bị nghiện một con thành ra là chơi nó cũng hơi mất công anh các bạn. Đấy, cho người khác thì có khi là never bao nhiêu là tôi giờ bắt đầu còn đang loay hoay với vấn đề đi rút vét đấy. Cú nhờ. Tiếp nào. Wow, rắn đá. Được nha. Nghe cũng hấp dẫn đấy. Nghe cũng hơi bị hấp dẫn đấy anh em. Tiếp nào. Tiếp tục anh em. Ok, tiếp tục các bạn. 990k. Càng đấy. Ồ, Sugichi ạ, trời ơi. Ủa thế nhờ. Ok, con nàng thứ ba của ngày hôm nay anh em. Thế cho nên bỏ đua đơn giờ các bạn. Vàng quá. Cay thế nhờ. Muốn đua mà cũng khó khăn quá anh em. Trồng đá này. Hai trái thông. Được của nó anh em. Hai trái thông ngon lành ạ. Tiếp tục các bạn. Tiếp tục anh em. Lansadon. Ok. Tiếp tục. Victini. Dây ghét tiếp ạ. Ô kìa. Mấy hôm nay số phận đã ăn bài thế này rồi ta. Không thể nào tin được các bạn. Muốn không ra anh em. Tiếp tục không sao cả. Ok anh em, tiếp tục nha. Tôi sẽ làm thêm bạc nữa thôi anh em. Nếu như không ra Victini thì sorry anh em. Tôi sẽ không đua server này thật sự luôn các bạn. Cú lắm rồi anh em, 11 giờ hơn rồi. Giờ đua chậm quá. Thề cay thật sự các bạn. Trời ơi, tạo đến tận 14, 15 con à. Không ra được một cháu Victini thôi chứ anh em chịu rồi. Coi như số phận đan bài không muốn tôi đua tốt ở server này rồi anh em. Đành chấp nhận thôi biết sao giờ. Đúng 3 con làm nữa anh em. Nếu không ra Victini thôi tôi nghỉ đua anh em. Còn ra Victini cái là tôi tiến hành đua tốt luôn anh em. Chứ giờ muộn rồi không là không kịp các bạn chứ phải không ạ. Tiếp tục nào. Rồi. X10. Victini luôn đây. Meloetta. Sao lại Meloetta tầm này anh em. Tiếp tục. Ai, tiếp tục anh em. Còn con nàng này một con nàng nữa thôi. Không ra là chịu anh em nhá. Đó, thông báo luôn các bạn. Đấy, không phải là tôi không muốn đua mà là server này không muốn chào đón tôi thì phải. Ui, offset, quên con sâu này anh em này. Ui, đằng này ra luôn đi. Đùa lại ra thêm 5 trái thông nữa thôi ra luôn Victini. Đằng này thì đúng tuyệt vời luôn anh em. Đúng bài nhân phẩm anh em. Đời đúng may mắn luôn. Để thôi ra đi để tôi đua tốt anh em. Nếu thật là không ra là tôi nghỉ đây anh em nhé. Lại qua 108 111 đấy anh em. Hôm sau tôi chuẩn bị nhiều ạc hơn. Sorry anh em vì hôm nay hơi sơ sót. Hôm sau chuẩn bị nhiều ạc hơn. Hôm sau chuẩn bị 20 ạc thắng luôn. Đây có hơn 15 ạc không ăn thua anh em. Roll 15 lần như này thôi anh em. 15 lần như này là vào x320 ở đâu nữa anh em. Lại re ghét ạ, trời ơi. Sáng giờ rút thì như 4 con re ghi rồi anh em ạ. Trời ơi, người muốn không được người ra không chơi anh em. Hay thế nhờ. Ok, con nào cuối cùng anh em nhá. Không được là thôi đấy, đúng hẹn anh em ở S1090 thôi. Coi như server này không chào đón tôi vậy. Con nào cuối cùng liệu có ra được hay không đây. Dragon. Ủa sao này đen nhỉ, không ra được Victini luôn anh em. Để hôm thì ra nhiều không hết, hôm thì không ra được cháu nào các bạn. Cũng thế nhờ. Ok, liệu ra được hay không đây anh em. Liệu có ra được hay không đây. 4 lần. 2 lần. Ok, ra được hay không đây các bạn. Tất cả chỉ còn sau một lần nhấn này nữa thôi. Victini, còn không thì hẹn anh em 1090. Thôi đành hẹn anh em ở S1090 các bạn nhé. Tôi chịu các bạn sorry anh em rất nhiều. Rồi, tôi sẽ trở lại với series VIP không ở S1090 anh em. Chứ thế này thì cay quá rồi các bạn. Chịu thua anh em. Thôi video kết thúc ở đây. Giờ thì bye bye.